Chào các bạn. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt chế độ kiểm tra chính tả ở trong Word. Thì rất nhiều bạn đang gặp các tình trạng là chữ ở trong văn bản có dấu gạch chân ngoằn ngoèo như thế này. Thì đây không phải là lỗi mà là cái chức năng tự động kiểm tra chính tả ở trong Word. Thì nhưng vì nó hiển thị ra như thế này nên chúng ta nhìn thấy nó rất là khó chịu. Để tắt cái tính năng này đi thì các bạn làm như sau. Click vào biểu tượng bên trái góc trên cùng và chọn Word Option. Màn hình mới hiện ra, các bạn chọn vào mục Proofing, mục thứ ba từ trên xuống. Và các bạn bỏ check ở mục Check Spelling at Real Time và mục Check Grammar with Spelling và click OK. Như vậy, dấu gạch chân ngoằn ngoèo đã không còn. Chúc các bạn thành công.